mừng quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh đã đến với chương trình Về Trường. Và có lẽ là một tuần trôi qua thì chắc là quý vị khán giả đang rất là nôn nóng muốn gặp lại chương trình Về Trường thứ 6 hàng tuần đúng không nào? Và Phùng Hồng Huy cũng biết là các bạn khán giả muốn biết ngôi trường mà chúng ta sắp đến là ngôi trường gì đúng không ạ? Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đến thăm trường trung học phổ thông Trường Chinh. Trường phổ thông trung học Trường Chinh đã tập hợp được một đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, năng động và giàu sức sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong trào, tích cực giúp đỡ, hướng dẫn học sinh mạnh dạn phát huy sở trường của mình. Có thể nói, cơ cấu ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường là chất vàng 10, đã tạo nên nguồn tiềm năng lớn cho trường trung học phổ thông Trường Chinh. Một điều thú vị về khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là cả hai người đều là nữ, mà hơn thế nữa họ còn là những cô người mẫu vô cùng xinh đẹp và cao giáo. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ hai vị khách mời của chương trình nào. Đây đây đây. Ủa sao mời hai bạn học sinh của trường Chinh chơi vậy? Cậu học sinh với học sinh hồi nào? Hôm nay dạ Trúc rất vui vì được khoác trên mình bộ đồng phục học sinh thì thật sự đã lâu lắm rồi. Trúc chưa được về trường và cảm giác về trường thì cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi. Được biết đến từ một cuộc thi siêu mẫu, lại đang theo học chuyên ngành về kiến trúc, Nhã Trúc tự tin khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ đó chính là nguồn năng lượng luôn mãnh liệt. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô nàng đa năng này nhé. Thật sự thì thời đi học của em á, có rất là nhiều kỷ niệm vui. Được biết đến như là một trong những chân dài xuất sắc trong làng người mẫu Việt, cùng với những bộ hình vô cùng chuyên nghiệp, Minh Triệu luôn gây được ấn tượng mạnh đối với khán giả. Không dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, Minh Triệu luôn tự nhủ rằng phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. Chào mừng cô đến với sân chơi Về Trường. Rất vui được chào đón hai bạn đến với chương trình Về Trường. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Về Trường. Vòng thi đầu tiên mang tên Kiến thức. Mỗi đội sẽ nhận được một bộ câu hỏi gồm 15 câu, 5 câu hỏi lịch sử, 7 câu hỏi hiểu biết chung, 3 câu hỏi ngoại ngữ. Hai đội sẽ cùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao đầu tiên 10 phút để cùng tập hợp, lập nhóm và tìm học sinh trả lời cho các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm. Giải Nobel nào được trao ở Osonawi? A. Giải Nobel Hòa bình. B. Giải Nobel Vật lý. C. Giải Nobel Hóa học. D. Giải Nobel Y học. Em tên Nguyễn Minh Khánh. Đó. Em xin trả lời câu C, Nobel Hóa học. Tại sao em trả lời học đó câu C? Vì theo số đông của các bạn có lớp 10A2 trả lời theo em. Nhà Lý chấm dứt trị vì nước Đại Việt vào năm nào? A. Năm 1010. B. Năm 1024. C. Năm 1225. D. Năm 1400. Em ABCD. Em trả câu C. Câu C là năm 1225. Cái này em học chưa? Rồi. Em học rồi. Chắc không? Bây giờ là cả lớp nhất quyết câu C đúng không? Câu C, câu C, câu C. Truyền thống của đất nước nào? Myanmar, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Anh thích em. Đáp án của em chọn đáp án gì? Thưa chị là câu D. Câu D. Campuchia. Campuchia. Em qua Campuchia chưa? Thiệt không? Vậy sao em dám quyết định là chọn Campuchia? Tại vì xem trên TV. Xem trên TV đúng không? Câu D, câu D, câu D. Chúc mừng. Quốc Tử Giám được xây dựng dưới triều đại nào? Thời nhà Đinh, thời nhà Tiền Lê, thời nhà Lý, thời nhà Trần. Mắc cỡ quá. Có ứng cử viên rồi. Chị mời em. Dạ chị, em chọn câu C, thời nhà Lý. Thời nhà Lý, em chắc không? Dạ, em không biết nữa. Ủa vậy là em bất chấp mọi cách là chỉ để được kẹo thôi phải không? Không, em muốn trả lời đúng. Đúng thì vui mà không đúng thì thôi. Nhưng mà ra là tại sao em chọn C? Dạ, tại em thấy nãy giờ cô C, bây giờ em cũng C. Tức là hồi nãy em ngồi với em chơi xúc xắc phải không? Nếu rớt vào cô C, em chọn cô C phải không? Dạ. Hả?
Thôi về lỡ sai đúng thì em được, mình thể hiện tinh thần của mình đi. Câu xe, câu xe, câu xe, câu xe. Câu chị tặng kẹo cho em là chị mừng quá. Cảm ơn em. Động vật nào có 63 nhiễm sắc thể? A. Ngựa. B. Lừa. C. La. D. Gà. Em à, cái này là em biết hay là em nghe theo số đông vậy em? Dạ, em không biết hả? Là do, là cái này là do kiến thức của em không? Và câu trả lời của em là con la. Con la. Vậy thì con la, em có biết cái nguồn gốc phát sinh của con la không? Vì sao con la được sinh ra? Em không biết. Tiếp theo là câu hỏi thể thao nha. Chắc là phải nhờ mấy bạn nam rồi đó. Đội tuyển của quốc gia nào đoạt giải vô địch bóng đá thế giới World Cup đầu tiên? A. Brazil. B. Italy. C. Uruguay. Và D. là Argentina. Cho mấy em. Bạn này có vẻ thể thao nè. Được. Em thì được thể thao quá chứ. Em tự giới thiệu đi, và đáp án này thì em sẽ chọn là ai? Em tên là Minh Tiến, em chọn câu C. Uruguay. C là Uruguay. Dựa vào đâu mà em đoán là Uruguay? Toán nhớ là như vậy. Đáp án cuối cùng là Uruguay. Diện tích nhỏ nhất? Hà Nam. B. Bắc Giang. C. Bắc Ninh. D. Hưng Yên. Dạ, chọn câu gì? Chọn đáp án C. Tại sao Bắc Ninh? Bạn này phải không? Tôi thấy mới hỏi hỏi này nè, đúng không? Đáp án cuối cùng là gì? Ngôn tứ tuyệt. B. Ngũ ngôn tứ tuyệt. C. Thức ngôn bát cú đường luật. D. Song thức lục bát. Vậy là phải thức ngôn bát cú, thức ngôn bát cú đường luật. C đúng không? Tên của ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Núi Fuji. Fuji. Tiếng Anh đọc là gì? Mountain Fuji. 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 Xin chào lên nào. 10 phút của các bạn đã kết thúc rồi. Đầu tiên tôi xin chúc mừng hai đội chơi của chúng ta đã hoàn thành phần thi đầu tiên của chương trình Về Trường, và kết quả của chúng ta như sau. Đội trắng ngày hôm nay vô cùng xuất sắc vì đội trắng đã trả lời đúng hết 15 câu và nhận được 150 điểm. Đội đỏ cũng rất là xuất sắc, thế nhưng mà chỉ hơi thua kém xuất sắc bên kia một chút thôi. Các bạn nhận được 140 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ gặp lại quý vị khán giả và các bạn ở vòng 2 của chương trình Về Trường. Vòng 2 mang tên Tìm Hoa Khôi. Hai đội chơi sẽ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao thứ hai và thứ ba để tìm kiếm ra những gương mặt nữ sinh tiêu biểu trong trường và đáp ứng đủ ba tiêu chí: xinh đẹp, hạnh kiểm tốt, tài năng, trở thành những ứng cử viên cho ngôi vị hoa khôi của trường. Dạ, chào cô. Dạ, nhóm mình đang tập tiết mục gì hả cô? Tiết mục múa xe để chuẩn bị chào mừng 15 ngày thành lập trường. Tụi em đang đến phần thi tìm hoa khôi á, tức là sẽ phải tìm ra một bạn nữ sinh xinh xắn, học giỏi mà lại có năng khiếu đặc biệt. Dạ, cô có thể giới thiệu một hai bạn gương mặt đặc biệt được không? Xin lỗi cho chị nhìn ngắm các em chút. Thùy Dương, là năng khiếu của em là gì đó? Dạ, em hát. Hát hả? Vừa giờ biết múa mà vừa biết hát, hát. Chị quá. Vừa biết múa vừa hát hả? Dạ. Bạn Dương hay lắm hả? Thôi giờ mình hát thử đi, chị chưa có nghe. Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi, mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo cùng. Ca hay không biết em? Sao tự nhiên hay? Em tên gì? Em tên Nhung.
em biết cắm hoa, em biết vẽ, em biết kiểu đẹp hay là nói chung là các thứ không cần phải về văn nghệ không? Giờ giả sử như em không có mà chị dạy cho em có được không? Chẳng hạn như chị em nhảy Gangnam Style gì đó. Phải trái phải trái trái phải phải trái phải phải trái phải. Cảm ơn các em. Đây tặng em một cây nữa để em lấy tự tin. Đi đây nghe, cảm ơn, tạm biệt. Bye bye. Chào cả lớp. Xin chào bạn. Cho hỏi lớp này ai là hot boy đâu? Tên là Nga Xuân Thành. Rồi, mẫu người lý tưởng. Dạ, mẫu người lý tưởng của em chỉ cần dễ thương thôi. Bạn đó cần học giỏi hay là có khéo tay gì không? Dạ, chắc không đâu, chỉ cần dễ thương thôi. Dạ, trong lớp này thế nào là một bạn gái dễ thương? Em cũng chưa biết, em chưa tính tới chuyện đó. Chưa tính đó, dạ. Chứ giờ có ai trong lớp cứ để ý bạn nào không? À, không cần để ý nha, em thấy trong lớp bạn nào mình dễ thương nhất, bạn nào xuất sắc nhất, bạn nào xuất sắc nhất trong lĩnh vực dễ thương. Dạ, đó là bạn nào? Phương Nguyên. Chào em. Chào anh chị. Rồi, bạn hot boy dưới bạn đó nhận xét là em là bạn gái dễ thương nhất lớp này. Em cảm giác như thế nào nè? Dạ em vui. Bạn có hay mua cho em bịch bánh tráng ăn hay là gì không? Dạ có. Mấy bạn nghe hôm bạn dưới đây hay mua cho bạn Phương Nguyên bánh tráng nè. Lát mua cho anh hai bịch nha. Mua cho chị một bịch nữa. Phương Nguyên còn có một cái gì tài năng không? Ví dụ như là hát nè, múa nè, nhảy nè. Cái chung thích âm nhạc với hội họa. Hội họa luôn. Ôi. Chị cũng rất thích vẽ. Em có thể hát cho tụi chị đang nghe một bài không nè? Dạ được. Để tiếp tục thêm phần sinh động thì cũng có một ý là có bạn nào cũng ở đây cũng muốn mình thả bài của Phương Nguyên đúng không nè? Cho xin phải bạn thân tôi. Cảm ơn. Ví dụ sao bạn cũng là người chọn bạn Nguyên của chúng ta là ấy thì hôm nay bạn sẽ lên giúp mình. Rồi em. Bụi phấn rơi, có hạt bụi nào rơi trên bụng giàn? Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Rồi, cảm ơn Thành và Uyên. Rồi, cảm ơn em cha. Xanh đi ha. Rồi. Em đề cử bạn Lê Võ Huỳnh Nga. Lê Võ Huỳnh Nga là bạn nào? Chị thích cái lớp ồ lên dạ. Cái mà không hiểu lý do sao vậy? Bạn đó skill. Học giỏi, dễ thương. Giỏi, dễ thương. Bạn có tài năng gì đặc biệt không? Nhảy với hát hay. Nhảy với hát hay, em thấy bạn nhảy với hát lần nào chưa? có đỡ thôi như chị được còn tròn trời. Có năng khiếu gì không? Dạ em hát và nhảy. À hát với nhảy. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xinh rất hiền. Không quần trên giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Rồi bây giờ giả sử như mà chị với lại chị Triệu muốn mời em đi Hoa Khôi, em có tự tin thi không? Có. Có à? Các bạn có ủng hộ không? Có. Không biết là ngoài bạn Nga là lớp mình còn ứng cử viên nào không ta? Thiếu bạn. Rồi, chị đang hỏi lớp trưởng nè. Dạ, em thấy lớp mình ai cũng dễ thương á, nhưng mà... Nhưng mà cần một người đề cử nè, bây giờ đề cử ai? Dạ, chắc bạn Trang. Trang hả? Trang ngồi ở đâu ta? Dạ. Tên anh. Chị đâu có làm gì em đâu, sao em giật mình ghê quá vậy.
cho chị hỏi là tại sao lại giật mình khi mà chị phát hiện ra em vậy? Dạ. Tại em đang phân tâm. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em không có suy nghĩ gì hết. Em có năng khiếu gì không? Đang có năng khiếu gì không? Vẽ. Vẽ hả chị? Wow, Trang có năng khiếu vẽ. Dạ có, bạn đã có khả năng cắt tóc mà. Ồ. Trời ơi. Trần Vũ Uyên Nhi. Dạ em hát. Em hát hả? Đó. Cúc. Tòa hương bát ngát. Trước khi chúng ta giới thiệu ra nhân vật sáng giá nhất của mình thì Lan Phương cũng như tất cả các bạn học sinh ở đây đều rất là muốn được nghe phần hùng biện của các bạn. Tại sao các bạn lại thích cô ấy và tại sao các bạn lại chọn cô ấy? Và đặc biệt là điều gì ở cô ấy khiến cho các bạn tự tin đến thế? Chỉ vì bạn ấy lạ thôi. Lạ là thế nào? Thì tài năng của bạn này là một tài năng rất là đặc biệt. Hy vọng rằng hôm nay bạn sẽ đem đến bất ngờ cho các bạn, cho các vị giám khảo ở đây. Thật ra cái tâm của anh Huy không phải lựa hoa khôi, mà anh muốn thi hoa khôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ứng cử viên tham gia đó. Bắt đầu thì chúng ta sẽ gặp ứng cử viên của đội đỏ. Xin mời các bạn. Hoa khôi của đội đỏ hôm nay là bạn Dương Thị Phương Uyên, đến từ lớp 11B9. Em là Dương Thị Phương Uyên, học sinh lớp 11B9. Sở thích của em là âm nhạc và hội họa. Em thích được nghe nhạc để thư giãn, vẽ tranh, chibi, manga. Môn học yêu thích của em là môn Anh văn. Sau này khi lớn lên, em muốn được trở thành một họa sĩ như ba em. Hôm nay em rất vui và vinh dự làm ứng cử viên hoa khôi cho đội đỏ. Rất mong nhận được sự cổ vũ từ các bạn. Em xin cảm ơn. Xin chào mừng Phương Uyên đã đến với chương trình Về Trường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với ứng cử viên của đội trắng. Hoa khôi của đội trắng là bạn Trần Vũ Uyên Nhi, là thành viên của lớp 11B8. Em tên là Trần Vũ Uyên Nhi, học sinh lớp 11B8. Sở thích của em là được vẽ, thiết kế thời trang và hát. Ước mơ sau này em muốn được trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, hoặc là nếu may mắn em sẽ mong muốn được trở thành một ca sĩ. Hôm nay em đại diện cho đội trắng làm ứng cử viên hoa khôi. Mong các thầy cô, các anh chị ca sĩ và các bạn ủng hộ cho em cũng như đội bạn. Em xin cảm ơn. Hai đội của chúng ta ơi, chắc chắn là cả hai đội đều đã biết rõ thế mạnh của ứng cử viên hoa khôi của mình là gì rồi đúng không nào? Đó là Uyên Nhi sẽ hát một ca khúc rất là đặc biệt để tặng cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn đang có mặt trong sân trường ngày hôm nay. Ở bên kia thì cái tài năng cũng thường thôi. Bên đội đỏ là một cái tài năng rất là lạ, đó là vẽ tranh thư pháp. Và ngay bây giờ kính thưa quý vị khán giả và tất cả các bạn, chúng ta sẽ đến với phần thi năng khiếu của hai ứng cử viên hoa khôi. Và điều đặc biệt là cả hai ứng cử viên của chúng ta sẽ cùng thi đấu trên sân khấu. Hát mang đến sau không còn vô nghĩa. Hát với bao tình.
người. Nếu không có thầy cô, không chắc sau này chúng em sẽ thành đạt. Cho nên vì vậy ai ai cũng phải có lòng biết ơn thầy cô, người có công lao rất lớn trong sự nghiệp, trong người. Em xin cảm ơn. Và bây giờ Lan Phương xin mời ra sân khấu cô Thái Thị Lan Anh, Phó Trợ lý Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh. Em xin mời cô. Mấy 50 phút ban giám khảo của chúng ta đã chuẩn bị chưa? Chị Lan Phương sẽ đếm từ 1 đến 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Số quạt màu đỏ là 16 quạt. Số quạt màu trắng như vậy còn lại là 35 quạt. Chúng ta đã có kết quả của cuộc thi này. Và phần thắng đã thuộc về bạn Nguyên Nhi của đội trắng. Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh. Thưa quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh, ngay sau đây chúng tôi sẽ gặp lại quý vị khán giả ở phòng ban của chương trình Về Trường. Vòng ba mang tên Các môn năng khiếu. Xin chào mừng quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh đã đến với vòng 3 của chương trình Về Trường. Vòng 3 mang tên Các môn năng khiếu. Và ngay tại đây đứng bên cạnh Lan Phương là hai đội chơi, đội trắng, đội đỏ. Và bên cạnh là thầy Xuân Hòa cùng các em học sinh ở trong đội năng khiếu của nhà trường. Bây giờ thì Lan Phương sẽ công bố thể lệ trò chơi của chúng ta ngày hôm nay. Tên của trò chơi hôm nay là trò chơi liên hoàn. Người chơi phải trèo lên cây cột cao 3m để lấy được trái bóng đã được gắn phía trên đỉnh cột. Phải cầm bóng chạy băng qua hàng rào người cản trở, đứng dọc hai bên đường chạy dài 5m. Người cản trở đã bị cột dây, đứng cố định, chỉ có thể dùng tay với để cản trở người chơi. Người chơi vượt qua và đặt bóng tại đích thì coi như hoàn thành lượt chơi của mình. Trong vòng 5 phút, đội nào có số bóng vượt qua chướng ngại vật nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ phần thi đấu của hai đội bắt đầu. Và bây giờ phần thi của đội trắng bắt đầu. Một trái bóng đã lấy được, chúng liệu bạn có vượt qua được chướng ngại vật hay không? Xin chúc mừng tự nhiên em không cần gì nữa, có vượt qua được hay không đây? Mai Phương chơi trò giấu bóng, có vượt qua được hay không đây? Xin chúc mừng. Bạn có thể bóng quần bóng áo, có qua được hay không? Có qua được không? Các bạn chẳng nguy hiểm. Cố thủ, kiên trì, cố thủ, cố thủ đã lấy được quả bóng của bạn rồi. Cho nên là phần bụng của bạn đã đẹp lại với hai cái tình trạng
sẽ đến với bạn Nhã Trúc. Nhã Trúc có vượt qua được hay không? Bây giờ chúng ta mới thấy lợi thế của những người có cơ thể mỏng manh là như thế nào. Chúc mừng, rất nhanh chóng và rất dễ dàng. Vô cùng xuất sắc. Cùng với quân gia quân với những tiếng hô hề rất dũng cảm, rất dũng mãnh. Bây giờ thì Nhã Trúc có qua không? Chúng ta không nên giấu bóng được không? Rất hay, thấy chưa? Bây giờ Phùng Ngọc Huy đã quá ngang máu. Và bạn đã làm rất tất cả những trái bánh này. Như vậy là trên cột chỉ còn 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin được thông báo là phần thi đấu của đội đỏ đã kết thúc. Xin chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng đếm số bóng. 1, quả thứ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kết quả của chúng ta là 15 trái bóng thuộc về đội trắng và 18 trái bóng thuộc về đội đỏ. Xin chúc mừng. Và như vậy ở vòng 3 này đội đỏ đã nhận được 75 điểm, còn đội trắng nhận được 50 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Kính thưa quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh, như vậy là 3 vòng thi của chúng ta đã kết thúc. Và bây giờ thì hai đội đang đứng bên cạnh Lan Phương đang rất hồi hộp để chờ nghe kết quả chung cuộc sau 3 vòng thi. Sau 3 vòng thi thì đội đỏ vô cùng xuất sắc, nhận được 265 điểm. Còn đội trắng thì sao? Đội trắng cũng rất xuất sắc và thậm chí còn xuất sắc hơn một chút vì các bạn nhận được 275 điểm. Bây giờ thì Lan Phương xin mời lên sân khấu thầy Trịnh Duy Trọng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trường Chinh. Thầy sẽ trao huy hiệu cho đội chiến thắng. Ngày hôm nay thì đội trắng vô cùng xuất sắc, nhận được 275 điểm, tương ứng với số tiền là 2.750.000, và đội trắng sẽ trao lại số tiền này vào quỹ khuyến học của nhà trường. Còn bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình tuần sau, và tiếp tục cùng chúng tôi về trường.